Hello anh em, trong khoảng giá từ 9 đến 10 triệu đồng cho một bộ PC để có thể chơi game trong lúc bão giá cả đồ họa mà phải là mới 100% thì liệu có khó hay là không? Dĩ nhiên là không rồi, quan trọng là nhu cầu chúng ta cần là gì. Thì đầu tiên, đối với những cái bộ PC khoảng từ 9 đến 10 triệu đồng thì chúng ta sẽ chỉ tập trung để chơi tất cả những cái tựa game online nhẹ nhàng, ví dụ như CSGO, Dota 2, Liên minh huyền thoại hoặc là FIFA Online 4 ở trên độ phân giải là Full HD. Và cái điều quan trọng nhất đó chính là về thành phần VGA. Trong khoảng giá 9 đến 10 triệu đồng thì mình sẽ cần phải cân nhắc để cân bằng toàn bộ tất cả các linh kiện, thế nên mình sẽ lựa chọn đó chính là GT 1030. Sức mạnh của GT 1030 sẽ tương đồng khi so với GTX 750 và hiệu năng khi chơi game trên độ phân giải Full HD với một mức setting phù hợp thì vẫn có thể mang lại cho các bạn một trải nghiệm khá tốt. Còn tốt đến cỡ nào thì đợi một chút nữa mình sẽ test cho các bạn. Về mặt CPU thì mình sẽ lựa chọn là CPU Intel Core i3 10105F bởi vì đây là mẫu CPU rất tốt của dòng Intel Core i3. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao không có Intel Core i3 thế hệ thứ 11, bởi vì không có dòng thế hệ đấy mà chúng ta sẽ chỉ có cái dòng nâng cấp của Core i3 là 10105F. Vì sự nâng cấp ở đấy đó chính là nằm ở hệ thống tản nhiệt stock. Tản nhiệt stock bây giờ đã được sơn đen úp thêm sức mạnh và có thêm lõi đồng, thế nên các bạn sẽ không cần phải nâng cấp thêm một hệ thống tản nhiệt. Và cái mẫu CPU với 4x8 luồng ở trong cái tầm giá 9-10 triệu là cực kỳ tốt. Và bởi vì cái mẫu CPU được mình lựa chọn là CPU Intel Core i3, thế nên main chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ một mẫu main H510 nào mà các bạn cảm thấy thích. Và ở đây thì mình sẽ lựa chọn mẫu main H510 đến từ Gigabyte, là chúng ta sẽ có một khe SDMA2 để các bạn có thể gắn thêm vào. Và nhiệt độ tỏa ra của mẫu main mặc dù là không có hệ thống heat sink theo kèm ở trên main, thế nhưng cái nhiệt độ của khu vực VRM tỏa ra nó khoảng 60 độ C mà khi mà CPU full load thôi, thế nên hoàn toàn ổn định để các bạn có thể gánh được. Đó chính là CPU Intel Core i3 mà không sợ bị quá nhiệt. Nói chung là cẩn thận một chút để cho anh em thấy yên tâm. RAM thì sao? RAM ở đây thì mình sẽ lựa chọn một thanh RAM 8GB đến từ Corsair. Các bạn có thể lựa chọn bất kỳ một thanh RAM nào mà các bạn mong muốn, bởi vì đối với dòng H510 chúng ta đã có thể gọi là tính năng ép sung RAM XMP bao nhiêu cũng được. Và mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bus RAM là 3000. Và về mặt lý thuyết nhá, với hai thanh 8GB là chúng ta sẽ có một dung lượng lớn hơn, chúng ta làm nhiều việc hơn, ta có dual channel để có thể các bạn chơi game tốt hơn trên mặt lý thuyết. Thế nhưng ở đây chúng ta cần cân nhắc để cân bằng tất cả hiệu năng sao cho phù hợp nhất, giá thành P/B tốt. Thế nên mình sẽ chỉ lắp sẵn một thanh 8GB. Và nếu như các bạn nào mong muốn mà sử dụng cái tác vụ nhiều hơn thì hoàn toàn có thể mua thêm một thanh 8GB nữa để có thể nâng cấp thêm. Và để không các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ sẽ là phần test game. Tựa game đầu tiên là Liên minh huyền thoại. Với mức đồ họa max setting vẫn mang lại được một mức FPS rất cao bởi vì đây là một tựa game khá nhẹ. Chuyển sang với Dota 2, để có được mức FPS tốt nhất thì các bạn hãy kéo setting xuống mức faster để có trải nghiệm khi mà lao vào combat FPS sẽ không bị drop. Đối với CSGO, rất tiếc đây là một tựa game không cho hiện những thông số khi chơi game. Tuy nhiên, khi nhìn vào mức FPS mang lại ở mức on-low setting các bạn thấy thì sẽ loanh quanh khoảng từ 60 cho đến 120 FPS, hoàn toàn ổn để các bạn có thể bắn deathmatch hoặc là try HMM hoặc là face it. Với FIFA Online 4, đây là một tựa game chỉ cần gần 60 FPS là đã có thể chơi ổn định rồi, thế nên mình sẽ khuyến nghị các bạn ở mức medium setting. Với mức giá chỉ 9 đến 10 triệu đồng cho một cấu hình để các bạn có thể chơi game online trong nửa đầu năm 2020 thì đây là một cấu hình rất tốt. Tất nhiên là nếu như các bạn đang có nhu cầu để nâng cấp thêm thì cái mẫu main được mình lựa chọn đây sẽ có 2 khe RAM để các bạn có thể nâng cấp được. Và nếu như các bạn thấy là thời điểm hiện tại thì dùng GT 1030 ổn định, nhưng về tương lai các bạn có những cái mức chi phí đầu tư cao hơn, muốn nâng cấp và sử dụng những cái mẫu card đồ họa khác thì bộ nguồn được mình trang bị ở đây là một bộ nguồn 450W. Các bạn hoàn toàn có thể cắm vào bất kỳ một em card đồ họa nào, miễn là thuộc dòng GTX 16 series là cắm nguồn vào sử dụng ok luôn, không xảy ra bất kỳ một cái hiện tượng gọi là thiếu điện hoặc là sụt áp, và để cho một cái mức gọi là sử dụng tối ưu nhất. Và khi ngoài cái vấn đề gọi là chơi game online các bạn có thể làm việc thì có thể mua thêm một ổ HDD 1TB nữa để có thể sử dụng, bởi vì SSD được mình cắm sẵn đây là SSD 120GB đủ để các bạn gọi là để cài win một số tựa game online nhẹ thôi. Còn nếu như mà cài nhiều hơn thì 120GB là hơi ít, các bạn có thể nâng cấp lên những cái ổ SSD 240GB sẽ có mức chi phí cộng thêm khoảng chừng 300.000 mà thôi. Vậy thì các bạn có đồng ý với combo mình mang đến ở trong video ngày hôm nay không? Các bạn có combo nào ở trong tầm giá khoảng 10 triệu đồng nhưng phải là mới 100% thì đừng quên để lại ở ngay dưới mục bình luận video và mình sẽ lấy combo đấy để làm video dành cho anh em. Hẹn lại anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.